quý vị, những sản phẩm cửa gỗ công nghiệp hiện đại, mẫu mã đẹp, độ bền cao đang dần trở thành xu hướng và là giải pháp lựa chọn hàng đầu của nhiều chủ đầu tư, nhà thầu công trình lớn nhỏ trên cả nước. Hãy cùng chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. Gỗ tự nhiên đang dần bị cạn kiệt, giải pháp gỗ công nghiệp là lựa chọn để giảm thiểu việc sử dụng gỗ tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường. Các chuyên gia thiết kế xây dựng đều nhận định rằng so với cửa gỗ tự nhiên, cửa gỗ công nghiệp có nhiều lợi ích về kinh tế, thẩm mỹ và tiện dụng. Các dòng sản phẩm này có giá thành rẻ, dễ dàng vận chuyển, thiết kế đơn giản nên tiết kiệm chi phí cho người sử dụng và đảm bảo tiến độ. Mẫu mã cửa gỗ công nghiệp đa dạng, phù hợp với nhiều thiết kế không gian nhà hiện đại. Tất cả hệ thống phòng khách sạn chúng tôi đều sử dụng sản phẩm của cửa gỗ Bizido. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi thấy cửa gỗ giữ màu gần như mới và tôi thấy cửa Bizido rất là bền màu. Thì ở Hạ Long, ảnh hưởng của thời tiết đến tất cả các sản phẩm đồ gỗ ở trong khách sạn rất là lớn, nắng gió, vì thế nó rất dễ cong vênh mối mọt. Để lựa chọn thương hiệu cửa gỗ công nghiệp uy tín thực sự là một thách thức lớn với người tiêu dùng. Nhiều người lựa chọn giải pháp sử dụng hàng nhập ngoại có giá cả vừa cao lại mất thời gian vận chuyển. Chính vì vậy, một thương hiệu cửa gỗ sản xuất tại Việt Nam có giá cả hợp lý, chất lượng phù hợp là nhu cầu bức thiết của người tiêu dùng. Dòng sản phẩm cửa gỗ công nghiệp Bizido của chúng tôi có những ưu điểm là không cong vênh, không mối mọt và giá cả hợp lý và đặc biệt là đồng bộ với nội thất hiện đại ngày nay. Nội thất Bizihome là một trong những thương hiệu uy tín về sản xuất cửa gỗ công nghiệp trên thị trường. Đơn vị đang cung ứng các sản phẩm cửa gỗ nội thất Bizido cho cửa thông phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh trên nhiều chất liệu laminate, melamine, veneer. Các chất liệu này đều được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, Thái Lan, Malaysia. Với lợi thế là nhà sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân lành nghề, cửa gỗ Bizido đã cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng, phong phú, đa dạng về kiểu dáng mẫu mã, thích hợp với nhiều kiến trúc không gian nội thất. Đây khi mà ở nhà cũ, căn nhà cũ của tôi thì tôi sử dụng cửa gỗ tự nhiên rất là nhiều. Thì sau quá trình sử dụng thì được bị tác động của môi trường, nhiệt độ này, độ ẩm này thì cửa nó phát sinh ra một số các cái vấn đề như là cong vênh, rồi ẩm mốc. Ngoài ra là màu sắc nó thay đổi, nó khiến cho cái không gian nội thất của tôi nó thành chắp vá. Màu sắc nó không được đồng bộ và hài hòa. Mà đặc biệt là cái cửa gỗ Bizido này, cửa gỗ công nghiệp, thì tôi sử dụng ở nhà tắm là thoải mái và không bị thay đổi về chất lượng cũng như là màu sắc hay là bị ẩm mốc gì cả. Cái điều đấy là gỗ cửa gỗ tự nhiên trước kia tôi dùng là không đáp ứng được cho tôi. Nhờ hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, trang thiết bị máy móc và nhà xưởng được đầu tư đồng bộ, quá trình sản xuất có sự kiểm tra khắt khe từ nguyên liệu, tấm sấy cho đến công đoạn sơn PU hoàn thiện đã giúp đơn vị này tạo được lòng tin nơi người tiêu dùng thông qua những sản phẩm chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu gỗ đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao lại không có sẵn trong thị trường nội địa, vì vậy đơn vị phải nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nước ngoài. Sản phẩm mà trước khi xuất xưởng thì công ty đã có một cái đội ngũ là chuyên môn kiểm tra chất lượng. Ví dụ như là mặt hàng về kiểm tra về chất lượng xem là về kích thước đã đủ theo đúng thiết kế chưa, thế rồi về mẫu mã đã đủ theo đúng tiêu chuẩn chưa, về màu thì đã đủ đảm bảo đúng với màu của khách hàng người ta đặt chưa. Nếu đủ là chúng tôi sẽ cho đóng gói và gửi đi để lắp đặt cho khách hàng. Chất lượng vượt trội, bền màu với thời gian, cách âm, cách nhiệt hiệu quả, đặc biệt gầm cửa thiết kế thanh chặn khi đóng mở ngăn bụi, thoát khí dễ dàng kết hợp với nhiều loại đồ nội thất đã giúp các dòng cửa gỗ Bizido ngày càng chiếm lĩnh thị trường. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào nghiên cứu các dòng sản phẩm chất lượng cao hơn nữa, giá thành cạnh tranh, đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay, với các thiết bị cửa gỗ công nghiệp, việc nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng đối tượng khách hàng chính là điều cần thiết và khuyến khích đối với những đơn vị sản xuất và cung ứng trên thị trường Việt như Bizihome.